bán sa chia nhập khẩu không chú? Sa chia nhập khẩu á, 2020 hả? Sa chia á, mà nhập khẩu chính hãng á. Khẩu rồi. Thì nhà là sa chia, nhà là cây cây đó hả? Có bán mà sa chia mà nhập khẩu chính hãng không? Sa chia mà nhập khẩu chính hãng luôn á. Thì sa chia chính hãng luôn á. Chứ phải là nhập nguyên đô thôi chứ. Tại sa chia nhập khẩu nguyên con này nó mắc quá à. Nhập khẩu đó mà, chia nhập khẩu á. Nhập khẩu trơn á hả? Tại con thấy bên Suzuki nó có đăng lên là có xe chia nhập khẩu chính hãng luôn. Giá có 52 à. Bây giờ là giá 52 đó chứ. Định qua dịch mua một chiếc thôi. Chiếc này xài hư hao quá rồi. Có thì kìa. Ok rồi đây em chú. Có xa xa chia nhập khẩu chính hãng không cô? Có. 2020 đúng không cô? Dạ có. Có không chơi? Ở đây mẹ là đại lý nè. Dạ. Ê, qua dịch này cũng muốn đổi xe nè. Ờ, khi nào đổi đi xuống mẹ nha. Thu, ở đây đem xe lại đây mẹ thu cho. Thu xe nữa cô. Thu đó đó. Dạ. Ừ, này thu xe luôn. Ở đây có bán xe chia mà nhập khẩu không? Xe chia nhập khẩu có bán. Đây. Giá nó mềm hơn của Indo phải không? Xe chia nhập khẩu là Indo mà. Không, xe chia nhập khẩu không có chính hãng luôn á. Con có này là được công ty của Việt Nam. Ờ, con có công ty Việt Nam đúng không? Ừ, con thấy là công ty Việt Nam rồi. Giá rẻ hơn. Ờ, Sâu ơi! Để chở nãy có 52, 51, VT chưa chứ. Để qua Tết này, qua dịch này mới được. Mới đổi xe. Bây giờ dịch cũng dịch quá trả góp không trả góp được mày vì công ty nó khó khăn quá à. Thì cũng tại qua dịch mới mua được. Đây là nguyên một con nhập khẩu từ bên Indonesia về.
Còn nó công ty Navaho. Đây là không qua công ty. Đây. Này có công ty đèn, Suzuki. Đèn kiểu như laser nhưng mà nó tên là Seiki. Nó không tắt đèn on off không? Không, đây không tắt đèn trên đây đây. Có đầy đủ hết. Tắt mở nè. Của hàng Indo với công ty Việt Nam ở trên lệch giá phải không ta? Trên lệch giá chưa hả? Thường thường như là em nhớ người báo giá là hàng Tây Di nó sẽ rẻ hơn. Hàng của Tây Di sẽ rẻ hơn. Cái đơn nó có bảo hành. Cái đó thì bảo hành đầy đủ của Suzuki luôn. Anh được gặp thì anh không sợ. Còn này coi như anh mua xong là không là chỗ bán buôn. Buôn luôn. Nếu như nó không bảo hành nữa. Nó có gì là coi như là không kịp nhẹ. Đúng rồi. Phải nhập như con. Thì xe chết rồi. Phải rửa. Nếu như muốn chắc ăn thì muốn Suzuki này. Chia của công ty. Muốn chia công ty. Thì nó sẽ đỡ hơn. Gà giá này cũng cạnh tranh quá. Với lại hai này, xe xe chia này của công ty là mới về, giá cũng cũng có thể là cao hơn xe chia nhập khẩu. Cũng mới chứ, tại hàng mới. Bây giờ em biết giá, mình đổi xe trắng đó. Anh tính đổi em. Bán rồi. Đổi xe lên xe ra lên đồ mới luôn. Sau khi công ty nó khác nhau đồ đèn. Sao? Khác nhau đồ đèn thôi. Cái đồ đèn, cái thích hợp. Không, cái gì giống nhau hết. Cái đèn nhan đó. À, cái đèn nhan hả? Không, xe chia này đèn nhan lại rồi ngoài nha. Y chang ra đâu. Ừ. Là tên xe chia phụ tùng, phụ tùng. Chỉ có này mới khác nè. Xe xe chia nhập khẩu nhưng còn đèn vô trong với lại IC. Nhưng mà dàn điện sẽ khác luôn hoàn toàn. Thì máy ghi gan, dàn điện khác. Còn cái giá là sao? Giá không biết giá, sao? Hả? Giá hình như là... Nhớ hình như là... Hằng này là 56 hay gì? Xe chia không làm sao? Ừ, xe chia này làm sao mà xe chia này rẻ hơn đó. Còn không biết qua dịch này thì giá thị trường như thế nào. Em có nhân viên còn báo giá mới được. Ê, chị mới hả? Đúng rồi. Chị cỡ 56, 55. Lòi ra là 62 triệu. Thằng kia tích hợp cho anh cái đầu đèn luôn là 66 triệu. Cái này xuất cao của con. Tại con thấy trên giá con đầu đèn lời ra nó rẻ không à, 562 triệu. Mới về để qua dịch nó mua được. Dạ, nó hai chiếc hả? Có hai màu, màu đen với...
82 rẻ. Còn cây đơ giá sao chú? Sân ghi bi. Cây đơ rẻ. Cây đơ 58 triệu. Này 62. Hai phiên bản. Xài chì 66. Cảm ơn chú luôn các chú ơi. Giá quá. 62 triệu cho hàng thiết Suzuki Sachiya khẩu thiết hợp. Thank you.